Gà roti ngon, dễ làm. Làm thành công ngay cái lần đầu tiên nè. Món gà thì giòn nè ha. Gà thì giòn nè, độ mặn ngọt vừa phải nè. Có rau củ vào ăn kèm sẽ không ngán và còn bắt mắt nữa. Còn chân trai gì nữa? Em mời cả nhà cùng vào bếp đi nào. Em mến chào cả nhà. Hôm nay thì em sẽ vào bếp và chia sẻ với cả nhà món gà roti nha. Ở đây thì em có chuẩn bị một ít gà nè cả nhà, và một ít lòng nữa nha. Ở đây là tỏi nè, với lại củ hành em đã đâm nhuyễn rồi nè. Và ở đây sử dụng, cả nhà sử dụng cho em là ớt chua ha, cùng với củ hành lớn nè, và một ít gia vị nhà bếp nha cả nhà. Bây giờ em sẽ ướp cái phần gà. Bây giờ cả nhà sẽ cho hết cái phần gà vào đây nha. Rồi, đối với cái phần củ hành á, với lại củ tỏi á, thì cả nhà sẽ cho qua một cái vây dây như thế này ha. Chúng ta sẽ dắt nha cả nhà. Tại vì nếu mà chúng ta để có xác á, thì khi chiên rất là dễ khét nè. Do vậy mà mình sẽ lấy cái phần nước thôi ha. Còn cái xác thì để lại lát mình tạo cái hương thơm cho món ăn nè ha. Lát mình sẽ phi lên. Rồi, đặc biệt là cái ngũ vị hương nha cả nhà. Món này thì không thể nào thiếu mo ngũ vị hương. Cả nhà cho vào đây một ít ngũ vị hương thôi. Rồi, một ít cà no ha. Ở đây em sử dụng là nửa muỗng cà no nè. Nửa muỗng đường. Và nửa muỗng bột ngọt. Tất cả chúng ta sẽ đem trộn đều ha. Các bạn muốn massage hay mấy bạn muốn bóp giò gì đó cũng không sao hết. Miễn sao cho phần gà của chúng ta thấm là được rồi. Mà để chiên cái phần này thì cả nhà nhớ là phải cho gà nó thấm gia vị thì cái món chiên của chúng ta mới ngon ha. Hôm nay thì em làm gà roti theo kiểu mới nè, là có thêm rau củ nữa cả nhà, để ăn không có bị ngán nè. Rồi, vậy thì chúng ta để đây khoảng chừng nửa tiếng ha, cho phần gia vị nó ngấm đều nè. Rồi, trong khi chờ đợi á, cái phần gia vị ngấm đều á, thì ở đây em sẽ sắc cái phần ớt chuông nha. Ớt chuông á, thì cả nhà sắc vừa miếng ăn thôi nè. Em bỏ hạt nha cả nhà. Chúng ta không lấy phần hạt ha. Như thế này cũng đẹp ha. Em quên nữa, phải nãy mình sắc như thế này là đẹp á cả nhà, sắc hình vuông á, sắc khối vuông là đẹp rồi. Rồi em sẽ sắc thành cái khối vuông ha. Khối vuông thì sẽ nhìn đẹp mắt hơn nè. Thank you.
Rồi sau nửa tiếng thì phần gà của chúng ta đã ngấm rồi nè cả nhà. Em có cho vào đây một ít tiêu nữa ha. Nãy em quên cho ít tiêu nè. Rồi bây giờ mình sẽ bắt bếp lên chiên thôi. Dầu sôi thì cả nhà sẽ cho gà vào nha. Mình sẽ cho hết cái phần gà vào luôn. Em để lửa hơi lớn rồi cả nhà, không được khét rồi. Không sao ha, cũng chưa đến nỗi. Ở đây thì em chuẩn bị một ít nước sôi nè. Em sẽ cần sơ cái phần ớt luôn nha cả nhà. Em chỉ sử dụng phần ớt chuông thôi, trộn phần ớt chuông thôi ha. Rồi, cái phần ớt chuông như thế này là đã chín rồi, đã được rồi đó cả nhà. Đừng có chín quá nó sẽ mất đi cái độ giòn ha. Mình vớt ra và để vào một cái tô nước lạnh nè. Mề đã chín rồi nè cả nhà, mình sẽ vớt ra ha. Cái nào chín thì mình sẽ vớt ra trước nè. Đây nè cả nhà, vàng ươm luôn ha, rất là hấp dẫn. Em nghiêng cái chảo như thế này để cho cái phần gà nó chín đều nha cả nhà. Rồi bây giờ chín khét lòng thôi. Vậy là dĩa gà của em đã xong rồi nè cả nhà. Dầu nóng thì ta tiếp tục cho hết cái phần củ hành hồi nãy nè.
Ngũ hành với tỏi, xác hành tỏi hồi nãy ha. Chúng ta vào phi vàng. Cả nhà thơm chưa chứ ở đây là em nghe nức mũi rồi đó nha. Rất là thơm. Rồi tỏi vàng thì cả nhà sẽ cho tiếp vào đây là cái phần củ hành ha. Cho phần củ hành vào, đảo đều. Làm quá nó bay vậy này luôn. Rồi tiếp đến thì cả nhà cho hết cái phần ớt vuông vào luôn nha. Do cái phần ớt vuông này đã chín rồi đó cả nhà, mình chỉ cần xào sơ thôi. Rồi cả nhà cho hết cái phần gà vào nha. Nhỏ lửa lại thôi. Rồi cho vào đây nửa muỗng nước tương ha. Tại vì gà rô ti thì phải có mùi nước tương thì mới ngon nha cả nhà. Rồi đảo thật nhanh tay lên nào. Rồi vậy là hoàn thành rồi đó cả nhà ơi. Rồi bây giờ em sẽ cho ra dĩa nha. Gà rô ti có lẽ là hương vị sẽ khác hơn với mọi người nè. Mọi người thì có thể là làm theo cách khác, riêng em thì em sẽ làm theo cách như thế này, ăn cũng rất là ngon nha cả nhà. Hương vị thì thơm nè, lại có thêm phần rau củ nữa, rất là hấp dẫn rồi. Bây giờ em mời cả nhà cùng ăn với em nha. Em mời cả nhà cùng ăn cơm với em nha. Cơm nóng nè cả nhà. Cái miếng ớt chuông thì nó giòn rồi cả nhà. Ngon quá. Để em ăn thử miếng gà như thế nào ha. Mặn ngọt ra sao. Gà thì nó hơi mặn mặn nè cả nhà. Ăn cơm thì rất là vừa. Món này con em nó mê lắm à. Nói gì chứ cái vụ mà chiên chiên nữa, mê lắm. Gà rán là mê số 1. Cái gà này do này là gà ta đó cả nhà, nên cái da của nó rất là dai nè ha, rất là ngon. Chứ nếu gà công nghiệp thì chắc ăn không nổi quá. Gà công nghiệp thì thịt của nó mềm lắm. Ừ.
miếng mề nè. Mề nó hơi cứng. Em thích nhất cái món này là cái mùi nước tương á. Nó thơm. Nó rất là thơm. Em á, ban đầu em coi nhiều bạn hướng dẫn là mình ướp nước tương lúc mà mình ướp á cả nhà thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà bữa hôm em vô nhà của bà chị chơi á, bà ướp, bà không có ướp nước tương lúc đầu mà lúc sau á, xịt nước tương vô lúc phần cuối á, thì cái mùi nước tương nó giữ được cái độ đậm đặc của mùi nước tương nè, cái mùi thơm của nước tương nữa, ăn rất là ngon. Đúng thiệt đó nha. Em sợ đi ngược quy trình nè, nhưng mà em thấy đi ngược quy trình vậy rất là ngon đó chứ. Nói chung thì món ăn mà tùy theo người cảm nhận nữa. Đôi lúc mình làm chưa chắc gì người ta đã ăn ngon nè, tùy theo có hợp cái khẩu vị không nữa đâu cả nhà. Miếng gà vàng ươm nè, cái này mà có hắc xì dầu nữa bỏ vô mà trong lúc mà mình ướp á, nó cũng sẽ rất là ngon nữa. Cái mùi thơm hắc xì dầu là nó rất là thơm. Nhưng mà hắc xì dầu thì mình ăn ít thôi cả nhà. Cũng không nên ăn nhiều quá. Lúc này lên cân quá em cũng chẳng dám ăn nhiều nè. Buổi tối thì ăn chừng nửa chén cơm như thế này thôi. Tăng cân quá, lúc này nắng nữa, ăn cơm cũng không muốn nổi nữa nè. Uống nước không? Uống nước mà thấy ngon á. Nắng quá. Thôi em xin dừng clip tại đây nha cả nhà. Em chúc cả nhà nè luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Thôi thôi, em xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp cả nhà vào clip sau nhé.